nghi vấn Hoa hậu Thùy Tiên chuyển giới và bí mật động trời. Hoa hậu Thùy Tiên ngỡ ngàng ngơ ngác khi khám phá ra bí mật động trời mà các fan dành cho cô. Sau đó nàng hậu đã lên tiếng khẳng định bản thân là gái thẳng chứ không phải là người chuyển giới. Hành trình đương nhiệm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 của Thùy Tiên đang bước vào những tháng cuối cùng. Hiện tại nàng hậu đang tất bật với những buổi gặp gỡ truyền thông trước khi bước vào thời khắc chuyển giao ngôi vị cho tân hoa hậu. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, loạt biểu cảm của nàng hậu khiến cư dân mạng được fan cười té ghế bởi đáng yêu và hài hước. Cụ thể trong phần thử thách lựa chọn một bí mật ngẫu nhiên mà các fan cho rằng cô nàng ít chia sẻ với mọi người, Thùy Tiên đã bất ngờ chọn phải tờ giấy có câu Thùy Tiên là người chuyển giới. Ngay lập tức, đương kim Miss Grand International đã thể hiện biểu cảm 3 phần bất lực, 7 phần ngỡ ngàng. Sau đó nàng hậu liền phản bác thông tin trên rằng một người chuyển giới không thể đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Cái gì vậy trời, mở ra cái giấy mà hết hồn. Chắc chắn Thùy Tiên không phải là người chuyển giới rồi. Thùy Tiên là gái thẳng nha. Tính cách thì có hơi men thôi, chứ bản dạng giới thì vẫn là nữ, vẫn thích nam nha. Mỹ Nhân sinh năm 1998 chia sẻ thêm. Dù biết đây chỉ là tin đồn vui, nhưng nàng hậu vẫn phải lên tiếng đính chính để tránh thị phi có thể xảy ra. Trước đó, cư dân mạng lẫn ekip thân thuộc cũng đã từng gọi Thùy Tiên là anh Thúc Tiến, khiến cho đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ông xã của bà trùm Hoa hậu Kim Dung cũng phải thắc mắc. Thùy Tiên là một trong những nàng hậu tài sắc vẹn toàn. Kể từ khi đăng quang, cô nàng chưa từng khiến công chúng thất vọng với hình ảnh của mình. Từ nổi danh là nàng hậu quyến rũ trên sàn catwalk đến hình ảnh giản dị mộc mạc trong chuyến đi từ thiện tại Angola, Thùy Tiên luôn biết cách tỏa sáng và khiến fan sắc đẹp trong và ngoài nước tự hào.